Rồi, đại lúa xin chào mấy chú cô, một ngày mới tốt đẹp, chúc mấy chú cô trúng mùa được giá. Bữa nay mình quay đây là công nghệ xạo phân máy bay. Cái loại phân này đây, cái hộp đen là cu mít. Cái hộp đen là cu mít, còn cái hộp đỏ là cái loại phân này mấy chú cô. Máy sạc điện nó ồn quá. Cái này là giống OM 18 với chú cô, bữa nay được 80 ngày. Đó là xạ rước hột, chú nói là rước hột sớm như để nó như dưỡng cái bộ rễ chứ không có đợi mà tới đỏ đuôi. Đó, cái này mới công cho mè mấy chú cô. Nó công cho mè mà cái vàng lúa này nó cũng còn, cái vàng lá đài nó còn xanh gì là cũng ngon lắm á. Còn cái này tổng phân luôn là một bao gửi, chú cũng chia sẻ. Đó, mới đầu máy bay nó các cánh nó bay nó xạ đó mấy chú cô. Đây. Thời đại bây giờ công nghệ làm không à mấy chú coi, anh em mần mười thời ăn mướn bây giờ Bình Dương công ty đồ cũng thất nghiệp nữa, không biết mặn cái gì nữa đây. Cái này tổng phân là được 75 kg, là một bao gửi, là bữa nay chú xả rước hạt cu mít với phân cò vàng cò bay gì đó. Cái bao bữa nãy mình có quay cho mấy chú coi xem rồi đó, phân đó thấy cái vùng này xài khu này xài khác, còn cái khu trên kia là xài khác. Mà đất này cũng thuộc về Chi Tôm An Giang đó. Cái này xả rước hạt giai đoạn công chứa me chứ không phải rước hạt đổ đuôi đó. Bữa nay xả mà đất này là xịt máy bay, xả phân máy bay, xả lúa máy bay luôn với chú cô đó. Giờ mình thấy cũng được đó. OM lúa này công chứa me rồi nhưng mà bông thì cũng chưa có hiện tượng là lép đó, chưa có hiện tượng là lép với chú cô. Chừng nào nó vô gạo mình mới biết được, nó đổ đuôi mình mới biết hột nào lép hột nào còn đó. Cái này nó mới công chứa me thôi mà chú xạ rước hột sớm là chú nói xạ sớm nặng dưỡng bộ rễ, còn đợi tới co đỏ đuôi là cái bộ rễ nó đã già rồi, nó không có dưỡng nổi đó, nó chỉ. Xả phân máy bay có mấy cái đầu giạc này nè, nó quằn xẹp luôn đó. Mấy cái đầu giạc này nó quằn xẹp luôn, tại vì cái máy bay là cái loại máy lớn, nó phải gió phải nhiều rồi. Cái này là giai đoạn 80 ngày đó, rước hạt đó, xả rước hạt công chứa me là một công 7,5 kg đó. Bữa nay là xả công 7,5 kg là tổng phân luôn đó, là dứt luôn không còn gãy nữa, là được 75 kg, là giống OM 18 mấy chú cô. Cái này có bù hút cô, có bù hút mấy chú cô ơi, mình sẽ zoom lại cho mấy chú cô thấy con bù hút. Đó nè, đó con bù hút đây đó, chắc cái này chắc chú xả xong thì chắc cũng xịt luôn quá nè. Con bù hút nó đang đậu trên cây lúa nè mấy chú con.
Đó, con bù hút nó đang đậu trên lá đây. À, lúa này có bù hút cũng hơi nhiều của chú cô, cái này là chắc chú cũng xịt luôn. À. À, bữa nay rớt hạt công cho mẹ là công 7,5 kg. À. Là tổng phân được 75 kg là dứt luôn không gãi nữa. Giai đoạn 80 ngày. Là giống lúa OM18 đó. Nhưng mà cái dàn lúa này công chó me mà nó cái dàn lá nó còn xanh gì là cũng ngon, cũng được mấy chú cô. Mà tới khi nó đổ đuôi thì dàn lá này dưỡng không biết nó ra làm sao. Cỡ này nó cũng trời cũng chở gió lại, gió chướng nhiều đó. Chú cô xem thấy rồi đó, gió lá lúa quạt quạt đó. Đó. Mà cái này xả giống dày lắm mấy chú cô đó. Xả giống tới 30 kg đặng đó. Tại vì trừ hao tại xung quanh người ta cắt hết rồi nè. Đó. Cái miếng này xả sau cùng cho nên trừ hao chuột. Đó. Mình cũng xin nhắc lại là giống lúa OM18. Rồi gà xả giống là 30 kg là công tầm cắt 1296 m² với chú cô. Đó, còn phân tổng phân là 75 kg. À, là bữa nay 80 ngày giai đoạn rước hạt 7,5 kg là cộng lại luôn đó là 75 kg là 1,5 bao. Đó, xạ phân trộn với con mít hột với phân cò vàng á. Mới nãy mình cũng có quay bao phân rồi đó. Video đến đây là hết. Xem và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.